Ân ông xin mến chào quý khán giả toàn thể của cô bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Ân ông. Các bác ạ, cũng qua chia sẻ cái thước phim trước về hoàn cảnh bố bó đấy thì được cô quá ở Long An gửi cho 1.500.000 để mua gạo cho nhà bố mẹ bó, bố mẹ bó các bác ạ. Cô gửi cho 1.500.000 nên thì cô có dặn anh ông là mua cho gạo với lại chia làm hai đợt mua, một đợt mỗi đợt mua cho một bao gạo thì anh ông cũng đã mua một bao gạo lên, còn số tiền là 1.500.000 nên thì cô có dặn anh ông là cho anh ông 200.000 để đổ xăng dầu. Còn 300.000 ấy thì là đưa thẳng cho bố của bó. Còn 1 triệu đấy thì là mua gạo. Các bác mua làm chia làm hai đợt mua. Thế thì cái bao gạo anh ông mua này là 580.000 một bao gạo này các bác ạ. Thế thì cũng rất là cảm ơn. Thật sự cảm ơn rất là nhiều là được các cô các bác cũng đã theo dõi các cái thước phim thì cũng có nhiều ý kiến đóng góp ủng hộ An ông, thì An ông cũng xin cảm ơn rất là nhiều, cũng được là các cô các bác quan tâm An ông, lo cho An ông, góp các ý kiến rất là bổ ích cho An ông, thì cháu An ông xin cảm ơn rất là nhiều. Thì sau đây An ông xin mời quý khán giả toàn thể của cô bác tiếp tục theo dõi video của anh ông. Bao này là 50 cân các bác ạ, rất là nặng. Ôi dồi ôi, quẩy khỏe hơn cho khỏe vác các bác ạ. Cả nhà bó thì đi vắng hết rồi các bác ạ. Hồi nãy thấy bó chạy lanh quanh ở đây nhưng mà không biết lại đi đâu. Còn nghe hàng xóm nói là bố bó đi sang bên kia để giúp giúp họ. Úi rồi. Còn mùi khai. Ui rồi. Bó. Thấy chú về mà không về mở cửa. Có nhà hả, chào ai chưa? Cháu chào ông bà, các bạn gửi tiền cho cháu mua mua ngô đâu mua lúa cho cháu à? Mua lúa à? Em mua lúa à? Cháu chào ông bà gửi tiền cho cháu, cháu gửi tiền các bạn các con gửi tiền cho cháu, cháu xin cảm ơn nhỉ. Các cô không phải là các con. Bố đi đâu? Có người chết bố đi xe. Có người chết bố đi xem à? Có người chết bố đi xe. Có người chết ở đâu bố đi xem? Người chết ở kia bố đi xe. Chết về bà mẹ kế bà kia bố đi xe. Mẹ kế bà kia làm sao? Tôi nệt tay bông là. Chị giờ mà. Tôi nè giàu nó tôi nè lâu tôi mới nhớ tôi nên mới xuống tôi nè lâu tôi mới nhớ tôi mới xuống tôi chỉ mới xuống lấy cái này về để làm gì? Cho nó lỏ chị. Bú tùm bú. Bún bò bún mông. Bú tùm. Bố bó thì hồi nãy anh ông cũng có gọi điện rồi, chắc là ông chuẩn bị quay về các bác ạ. Cũng qua các cái thước phim ấy thì thật sự là được rất là nhiều cô bác quan tâm anh ông, cũng động viên anh ông, góp ý anh ông thì anh ông thật sự là rất là cảm ơn các cô các bác đã lo anh ông.
lo cho anh ông. Cái hôm nay còn gì ăn không? Không à, có có cái gì ăn. Không có gì ăn á? Có nhà ăn ngon không? Không ngon. Cái nồi nồi rồi củ lại tiếp tục một nồi củ mài ở đây các bác ạ. Củ mài. Mỡ có mỡ không? Mỡ cho chứ mua. Không có. Không có cho á? Mò mì chính chứ mua. Không có. Không có mì chính. Không có mì chính, muối còn mỗi một ít này. Thôi đây thì tí nữa đưa cho 300 cho bố có thì để cho bố có tự đi mua. Vì cô quá cô có dặn như vậy thì có ngủ đây à? Vâng. Ngồi đây hay ngủ ở kia? Ngủ ở kia. Con em gái của bố ngồi đây. Con gái của bố ngủ đây á? Em gái của bố ngồi hả? Em gái của bố à, ngồi đây. Tưởng là con gái. Tưởng là con gái của bố lớn thấy ngủ ở đấy rồi. Đây là bột ngô. Ôi dồi ôi, thật sự rất là mất vệ sinh các bác ạ. Rồi. Có xa không? Bố, bố có xa, bố bố đi xa không? Bố đi lâu rồi. Đi xa không? Xa rồi. Nhà ở đâu? Con mẹ, bố mẹ. Tuần này lâu ở đâu? Tuần này lâu nhóc à từ? Tuần này lâu nhóc. Tổ. Đây chứ đây. Đây. Mùa hôm nào tỉnh trung. Mùa anh chị chó này. Anh chị chó có mùa hôn lắm à? Đây đây chứ mùa này. Ông cá lưu tỉnh mùa mà. Từ chị mua xe chứ mùa. Hả? Bố có xe không? Con biết đi xe, bố không có. Bố không biết đi xe, bố không có xe à? Dạ, biết đi thì cũng lấy cái gì mà mua nhỉ? Yeah. Em gái đi đâu à? Em gái bó đi đâu à? Con biết. Không biết á. Thế ai cho bó ở nhà? Hả? Ai cho bó ở nhà? Là chị cho bó ở nhà chồng cô cho chồng cô cho chị. Chị nào? Chị ở trên á? Vâng. Con anh trai á? Vâng. Thế bây giờ bó xuống đây thì ai lại ở đấy trông? Đi ngủ, ngủ ở kia. Đi ngủ à? Vâng. Ngủ ở nhà à? Ngủ ở nhà. Con của anh trai à? Vâng. À. Dép đâu? Dép đây. Ở nhà sướng hơn hay là đi chơi sướng hơn? Hả? À? Có. Có. Không biết nghe à? Chỉ nó là? No. Hả? À? Nó chỉ nó? No. Chỉ bớt thả luôn là? Mẹ có chửi không? Mẹ có chửi không? Chửi. Chửi như nào? Chửi như nào? Không chửi đâu. Không chửi đâu à? Thế bố có chửi không? Bố đi xe cô, xe người chết, bố không được về. Hả? À? Bố đi từ lúc nào? Ngày mai đi. Ngày mai đi rồi. Sao lại ngày mai đi rồi? Sáng nay đi à? Ta kim một là? Nam mô mù. Ta kia nó chỉ tao lớn. Ồ, hôm qua đi rồi thì bà lại ngày, còn bảo ngày mai đi. Cả mẹ đi à? Từ nẹ thấy mùa hoa là? Từ... Ngày mai mẹ đi à? Hả? Nam mô từ nẹ từ chí tới mùa này. Ta kia nó chỉ tao lớn. Thế là bố mẹ đi tiệm qua rồi. Đi sang bên kia. Con của... Của... Chị mất. Con của chị gái. Chị gái của mẹ kế bó mất. Nên là cả bố mẹ bó đi sang bên đấy tìm qua rồi các bác ạ. Chuồng dê, chuồng bò, mọi thứ, chuồng gà. Nếu mà có gà, người Mông là có gà là người ta hay nuôi ở trong nhà luôn. Cho gà về ngủ ở dưới gầm giường luôn các bác ạ. Thương chia sẻ hết xung quanh đi, xem giường ngủ, giường giếc. Mình nhà ăn được mấy bát cơm? Con để ăn nhiều à?
Ăn bao nhiêu? À, ba bát đi. Cái gì? À, hai bát. Hai bát á? Bát cơm gì? Ăn cơm gì? Cơm ngô. Cơm ngô á? Ăn cơm ngô ngon hơn hay là ăn cơm gạo ngon hơn? À, cơm gạo ngon. Ăn cơm gạo ngon à? Đi tắm chưa? Một đá đi chị tao. Đầm. Nóng từ một đá. Nằm một đá. Bà ta nhận không một lần. Cập lời á. Để mà bà ta nhận không một. Ế thông đề nó lần. Ờ. Có một ế đơn điên chả nó là. Ừ. Nam mô có phứa được. Từ từ ông mô phú nó. Nam mô từ chi từ niệm mô từ từ ông mô phú nó. Tù mô báo ở tù mô uôn này. Ồ. Đấy là làm anh mà không biết làm cơm, cho em gái làm cơm cho ăn à? Vâng. Anh trai mà không biết nấu cơm à? Em gái biết, em gái nhỏ hơn còn biết nấu cơm à? Vâng. Ôi giời ơi. Thế bó có biết nấu mèn mén không? Hả? Bó có biết nấu mèn mén không? Một quả bố ôm một quả chị bao? Chị bao này. À. Em gái đi đâu rồi? Anh Trung gái một cái từ à? Chết. Chết tàu. Chết tàu? Ừ. Chết tàu từ? Chị bao này này. Em gái này đang đi tìm củi các bác ạ. Em gái rất là chịu khó. Về nhà để cắt cỏ bò rồi lại đi tìm... tìm củi. Em gái đi tìm củi ở đâu không biết à? Không biết à. Không họ không biết. Không hỏi không biết á. À? Ở đây thì đi tìm củi ở đâu? Đi xa. Đi xa lắm à? Đi đến đâu? Đi tận đâu? Ừ? Đi tận đâu? Đi chân ở... Hôm nay đi lấy quả ở kia chú Thế. Lấy củi ở đâu? Đi lấy quả ở kia chú Thế. Này ở bên kia, tiếp bên kia. Vâng. Mù do tọ. Ừ. Chị nào? Mù chê tà bộ tọ. Nằm mô có tôi bỏ bếp để cho chị tọ. Ừ. Ôi ôi, đi lấy củi xa thế cả. Tù mò nhìn ní mô hăn đào sùng. Sùng nhìn chị chị bao này. Tù chị bao? Chị bao này. Ừ. Bố biết đi gọi bố không? Chạy đi gọi đi. Cái chiêm mùa hài từ chi lắm à. Ngủ ở đây... Tiếng cá lúc tỉnh mà. Ừ. Bây giờ 8 giờ hơn rồi. Sáng nay đi rất là sớm các bác ạ. Sáng nay đi 6 rưỡi đi cho đỡ nóng nên là... Giờ này đến đây là 8 giờ. Không biết bố có về không? À. Đây các bác ạ, cái đây là cái chuồng bò trước cửa nhà. Và cái phân bò này cũng sắp trôi xuống cái nhà bên dưới này. Nhà dưới là nhà của mẹ kế các bác ạ. Con trai mẹ kế ở. Bò nhà bó là con nào? Bò của nhà bó là con nào? Ở đấy á, đẻ được một cái con đấy á. Đẻ được một con bé ở kia. Bò này là bò của dự án các bác ạ. Đấy, mấy nứa mà đẻ được cái con kia chỉ được lấy cái con xong con mẹ này tiếp tục chuyển vòng. Này tiếp tục mà chuyển đi hộ khác. Con bò nhiếc ngay nhà luôn.
Bố có đi cắt cỏ cho bò không? Hả? À? Nói to lên. Bố đi hay là em gái của bố đi? Em gái của bố đi lấy cái về. Bố đi cắt cỏ con bò à? Thế con cỏ hết thì còn gì nữa? Em đi xem nào. Xem nào còn cỏ không? Thế hai con này là của ai? Ờ. Đâu cỏ bò đâu? Hết cỏ bò rồi đấy. À, các bác à, chờ đợi một lúc thì bố bó cũng đã về rồi. Đi anh vừa đi đâu về? Kẹp cái mic. Quả quả tre. Hay là muốn hay chim à? Đi làm gì? Đi làm nhà. Làm nhà á? Đi giúp họ làm nhà. Ôi dồi ôi, nước này lấy ở đâu về? Hả? Nước này lấy ở đâu về? Lấy suối về à? Có một cái bé mà. Có một cái nước bé. Thế là không phải đun uống nữa à? Không phải đâu. À. Vợ anh đi đâu rồi? Đi hộ mẹ anh em làm nhà. Đi hộ anh em làm nhà á? Trồng ngô xong vậy? Trồng xong. Bây giờ không làm gì nữa? Bây giờ không làm gì đâu. Bỏ vào đây nào. Quỷ là chạy đâu à? Ô, lo lý tỏ lên. Ngồi đây. Mô mô nó chỉ mô. Chỉ mô nữa. Chỉ mô. Nó tí chỉ lo là. Chỉ lo này. Nhậu khoa toa mô một thế này. À. Ai làm nhà ở đấy? Đồ chi lùa. Chi lùa là tu tu nè bận nè tuần tu nè lùa. Cả nhà đi sang bên đấy giúp hết à? Đi sang giúp nhà nhà chị gái làm nhà. Thế hôm nay bó bảo ai mất mà? Chị lao từ mấy nhũa này. Thế con mất vừa mất xong lại làm nhà luôn. Từ mấy nhỏ bông mà thế ô chê. Ui dô. Từ xu ở tại nu khâu cho bà dê tại nu là từ mấy nhỏ mó là cho ông tệ mà ta là làm mơ mổ à, chết. Mổ xong là chết rồi. Chết à? Nó bị làm sao? Không biết bị sao là lấy tay như thế là đau. Con lớn chưa? Bé. Mấy tuổi? Một tuổi hơn. Một tuổi hơn đó. Ừ. Thế bó là cho ở nhà à? Không cho đi làm à? Không. Em gái đi đâu à? Em gái của bó đi đâu à? Trường này. Đi. Chắc cô. Đây thì cũng báo với anh là vừa rồi đi sang đây đấy thì quay cái thước phim thì có một cô ở Long An gửi cho một bao gạo. Đây một bao gạo vừa nãy em mua là 580.000. Đấy, mua về cho cả nhà ăn.
cô gửi cho 1,3 triệu, à 1,5 triệu. 1,5 triệu ấy thì cô cho em là 200. Còn cho anh là 1,3 triệu đi thì cô dặn là mua gạo cho anh. Làm hai lần mua. Đấy thì hôm nay anh ông mua cho một bao gạo cho cả nhà ăn nhé. Cô biết cảm ơn không? Cảm ơn cô đã gửi tiền mua gạo cho cháu. Xin các cô bắt nó gửi tiền mua gạo cho anh ăn, cả nhà ăn. Xin cảm ơn. Thế bây giờ không đi làm thuê nữa à? Bây giờ không đi đâu. Sao lại không đi? Nóng quá. Nóng quá. Nóng muốn phải làm chứ, không làm lấy cái gì ăn. Bây giờ ở nhà lấy cái gì ăn? Ở nhà không có tiền mà mua gạo đâu. Không có ai lấy mà đi làm đâu. Thế cô có dặn là đưa tiền mặt cho anh 300. Nhưng mà tùy anh đi mua muối, mì chính, cái gì để về ăn là việc của anh. Còn em như thì là được cô dặn là mua cho một bao gạo. Đây thì em mua cho một bao gạo là 580. Còn 420, 420 thì em sẽ, mấy nữa em lại sang em lại mua tiếp gạo cho anh. Bởi vì là cô là chia làm hai đợt mua. Nên còn 420 thì mấy hôm nữa em lại sang tiếp. Đây là 300.000 của cô Quá nhé. Đây là 300 nhé. Xin cảm ơn cô nhé. Còn bó đấy thì về nhà phải đi giúp làm việc chứ. Ở nhà thế này thì ăn cái gì? Không có cái gì ăn à. Đi bắt cá. Họ phụ cứ đi bắt cá ăn xong. Ăn cá ngon không? Ngon. Ngon hơn thịt không? À cá ngon hơn thịt như thịt lợn. Dạ. Ăn cá với lại cơm ngô ngon không? Cơm ngô ngon không? Ngon. Ngon á? Không có cơm ngô ăn là không biết ăn cái gì à? À hôm nọ cái chứng minh thư của phó cần ở chỗ em ấy, hôm nào em mang sang cho. À đâu, ở trong túi mà. Không biết là ở trong túi hay ở đâu nhỉ? Thừa cả cơ lắm. Cả cơ nho nữa nữa à? À lấy về à? Em đưa trang như sao chứ nhỉ? Ờ đưa bệnh viện đấy. À đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, cái thẻ căn cước lắm nó đưa cho anh rồi em một quên. Đưa ở dưới kia. Xong là thứ hai lại tiếp tục đi nhá. Sắp đến rồi đấy, hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ ba. Thứ tư. Hôm nay thứ tư. Mai thứ năm đấy. Làm gì? Ngày thứ tư đúng rồi. Mai thứ năm cũng sắp đến rồi đấy. Sẽ đưa bó lại tiếp tục quay ở dưới kia để khám nhá. Nhớ nhá, chủ nhật phải chuẩn bị sáng thứ hai đi ra kia sớm để bắt xe sớm xuống nhá. Một xe gió ở đâu chủ nhật đi, đúng chủ nhật mà mùa ngày chủ nhật đi thứ hai khám sớm nhá. Cái sổ ông nọ đâu, cái sổ của bệnh viện đâu, sổ đừng làm mất nhá. Nhá bê xuống nào. Được. Đấy, bao này là 50 cân, 580.000. Đấy, để ở đâu để không ẩm là được. Mấy nữa là không có tiền mua đâu đấy. Còn đây là quần áo của bó. Nghe quần áo của bó này.
Hôm nào đi xuống dưới phải mặc quần áo đẹp nhá. Chủ nhật đi. Chủ nhật gọi điện nhá. Thứ bảy gọi điện nhá. Thứ bảy hút tỉnh á. Đấy thì cũng thật sự ra thì cái đường rất là khó khăn, đi vào đây rất là khó nên là anh ông không muốn sang đây. Bác ạ. Thì cũng được cô Quá gửi số tiền để ủng hộ cả gia đình nhà Pó đấy, thì anh ông cũng mới sang được các bác ạ. Thường thì anh ông cũng không sang, bởi vì là cũng không có gì nên là anh ông không sang đâu. Thì được cô giúp thì anh ông phải sang thôi. Thì cô chuyển cái quà của cô thì anh ông mới sang đây các bác ạ. Có ở đây hay bên kia? Thích ở đây hay đi bên kia? Ở đây à? Ờ, thế ở với bố nhá. Nên là ở đây với bố nhá. Ngoan không? Hả? Cái gì? Nói thế nào? Đây là tôi có nghĩ cái gì? Bố không chửi cho chú chửi. Ừ. Thằng Pó nghĩ cái gì bố không chửi cho chú chửi á? Vâng. Chú làm sao mà sang đây suốt chửi Pó được? Về nhà thì nghe lời Pó, lời bố xong ở nhà chứ? Bố họ nghe, bố họ là không nghe là đi. Bố đánh luôn. Bố đánh luôn, bố con đánh là đi chữa bệnh à? Họ chú còn cho tiền. Ừ, đúng rồi. Họ chú còn cho tiền chữa bệnh. Ừ. Tai không nghe được. Ừ. Tai không nghe được lấy cái gì chọc vào nó thủng luôn đấy. Ừ. Cũng rất là cảm ơn cô Quá cũng đã gửi phần tiền, gửi khoản tiền để giúp cả gia đình mua gạo ăn. Thì cũng thay mặt gia đình Pó xin gửi lời cảm ơn đến cô Quá rất là nhiều. Thì cũng đã đồng cảm với hoàn cảnh gia đình nhà Pó, cũng đã gửi tiền cho Pó. Thì anh ông xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình nhà cô, có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái thước phim của anh ông xin phép được khép lại ở đây. Nếu quý khán giả quý mến anh ông thì cho anh ông xin một lượt like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ anh ông, để anh ông tiếp tục trên con đường thiện nguyện để giúp các hoàn cảnh nghèo ở vùng cao. Cháu anh ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau. Anh ông xin phép được giới thiệu với các bác là anh ông có bán mật ong rừng. Đây là chai mật ong rừng các bác nhé, chai 1 lít mật ong rừng. Nếu các bác quan tâm thì có thể là ủng hộ anh ông mua 1 lít hoặc là một nửa lít các bác ạ. Đây là chai một nửa lít để anh ông có tiền để mua xăng đi lại giúp các hoàn cảnh bất hạnh ở vùng cao. Khi các bác nhận hàng thì có ghim ở trên nắp chai như này, niêm yết bằng tứ bóng, và ở cái chai thì có ghim logo kênh ở trên chai nha các bác nhé.